Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tập trung các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước, tạo thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch dân sự, phục vụ cuộc sống thiết yếu và các giao dịch khác. Trong phần tin quốc tế, trên 100.000 người tại Nga và Kazakhstan phải sơ tán do trận lũ lụt nghiêm trọng. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban cơ quan cảnh sát điều tra các cấp quý 1 năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương trong Công an Nhân dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến cấp xã. Trên nguyên tắc, không đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành, lực lượng cảnh sát điều tra đã triển khai toàn diện các mặt công tác xuyên suốt từ phòng ngừa đến điều tra xử lý tội phạm. Trong quý 1, tỷ lệ điều tra khám phá án trật tự xã hội đạt 79,5%, tiếp nhận trên 54.900 nguồn tin về tội phạm, thụ lý điều tra gần 55.900 vụ án, trên 82.960 bị can. Thực hiện quyết liệt chỉ đạo mới của Bộ về nhận diện đúng, kịp thời các phương thức mới của tội phạm, áp dụng khoa học công nghệ, đề án 06, ứng dụng VNEID trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tiến độ chất lượng điều tra các vụ án hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng lớn, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã. Các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp đã đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm. Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu bộ giao về bố trí điều tra viên ở cấp xã. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quý 2 và những tháng cuối năm 2024, công tác phòng chống tội phạm đối diện với nhiều thách thức do tội phạm về trật tự xã hội sẽ diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tính chất mức độ nghiêm trọng hơn, tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng phức tạp. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị toàn lực lượng cảnh sát điều tra các cấp phải tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, ngăn chặn, giải quyết tốt các điều kiện phát sinh tội phạm, bảo đảm tiến độ chất lượng điều tra xử lý tội phạm, nhất là tội phạm ở cơ sở. Nhấn mạnh đến công tác cán bộ, Bộ trưởng lưu ý việc bố trí lực lượng cảnh sát điều tra các cấp phải đúng người, đúng hướng, giỏi nghiệp vụ và có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện hiệu quả việc bố trí điều tra viên ở công an cấp xã. Chủ động tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn khi phát sinh. Các cục nghiệp vụ nêu cao vai trò tư lệnh trong triển khai các chuyên đề công tác trọng tâm, xuyên suốt về phòng chống tội phạm. Bộ trưởng cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, làm cơ sở đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi thăm, khảo sát, làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Ngày 9 tháng 4 tại thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác đã tới thăm, khảo sát và làm việc với Công an phường Ngưu Nhai, Công an phường Kiểu Mẫu của quận Tây Thành, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc, lãnh đạo Công an Bắc Kinh, lãnh đạo Công an quận Tây Thành, lãnh đạo Công an phòng Ngưu Nhai đã dành thời gian đón tiếp và tạo điều kiện để đoàn công tác được tham quan, khảo sát, học tập về mô hình công an phường kiểu mẫu hết sức ý nghĩa. Cùng ngày tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn công tác đã tới thăm, khảo sát, làm việc với Trung tâm Quản lý Thực thi Pháp luật xử lý án Công an quận Tây Thành. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá rất cao về mô hình trung tâm xử lý một vụ án với quy trình khép kín một trạm dừng. Đồng thời trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và hai bộ công an, hy vọng Bộ Công an Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Bộ Công an Trung Quốc để áp dụng mô hình trung tâm này phù hợp với điều kiện và pháp luật của Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, khối thi đua các bộ, ngành nội chính trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng chủ trì hội nghị. Đầu tiên,
Hưởng ứng phong trào thi đua của khối, năm 2023, các bộ ngành trong khối thi đua đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2023, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, với tinh thần càng khó khăn càng ra sức thi đua. Những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc đã được tập trung giải quyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Với khẩu hiệu hành động, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã phát động lan tỏa phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, công tác phòng chống tội phạm đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, đồng thời thực hiện quyết liệt, hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước. Chiều nay tại Hà Nội, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Juan Carlos Fernandez Juarez, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar, Venezuela tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hiện cả hai nước đều cùng là thành viên của nhiều điều ước và tổ chức quốc tế về phòng chống tội phạm. Bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Venezuela tiếp tục được củng cố và phát triển. Thứ trưởng nhấn mạnh việc cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực an ninh và cảnh sát, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo hộ công dân, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, từ đó nghiên cứu cơ chế trao đổi định kỳ, thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác về phòng chống tội phạm. Thứ trưởng tin tưởng với kinh nghiệm năng lực của bản thân, ngài đại sứ sẽ là nhân tố quan trọng để thúc đẩy hai bên nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật Venezuela nói riêng. Trân trọng cảm ơn tình cảm của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, ngài đại sứ Juan Carlos Fernandez Juarez cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam Venezuela ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả vì lợi ích nhân dân mỗi nước. Chiều nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Bệnh viện 199 Bộ Công an tổ chức tặng 180 suất quà cho người có công với cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công miền Trung. Tại chương trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bệnh viện 199 đã trao 180 suất quà là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá 120 triệu đồng đến từng cán bộ lão thành cách mạng, người có công. Hoạt động này nhằm tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của người có công cách mạng. Được biết, Trung tâm Điều dưỡng Người có công miền Trung đóng tại thành phố Đà Nẵng hiện đang điều trị, chăm sóc, phụng dưỡng cho 180 người có công từ các tỉnh Lào Cai, Gia Lai và Thừa Thiên Huế. Đây là địa chỉ được Bệnh viện 199 Bộ Công an thường xuyên quan tâm, tặng quà, tổ chức các chương trình thăm khám sức khỏe hàng năm. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát động cán bộ chiến sĩ thực hiện chương trình Nghĩa tình ngày hạn mặn. Chiều nay mùng 10 tháng 4, trong ngày đầu tiên thực hiện chương trình, đã có 2 xe bơm nước chữa cháy, 2 xe bồn chứa nước chữa cháy được vận dụng để vận chuyển nước ngọt dùng trong sinh hoạt. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang huy động đội cứu hộ giao thông 118 và công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí vận tải Thuận Thành Phong, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành cùng tham gia đưa 3 xe bồn vận chuyển nước sinh hoạt đến với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn vùng ven biển Gò Công. Tổng cộng có khoảng 60 mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt, 300 thùng nước tinh khiết loại 21 lít và trên 50.000 chai nước suối loại 500ml được chuyển đến người dân các xã Bình Ân, Kiểng Phước, Tân Thành, huyện Gò Công Đông. Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã tặng 50 phần quà cho hộ khó khăn tại các xã ven biển trên địa bàn huyện Gò Công Đông, mỗi phần 300.000 đồng và một thùng mì tôm, giúp hộ khó khăn có thêm điều kiện trang bị dụng cụ
dự trữ nước ngọt dùng trong sinh hoạt gia đình. Chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn của Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn. Ngoài sự nỗ lực đóng góp của cán bộ chiến sĩ, Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân có điều kiện cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn. Thưa quý vị, ngoài công tác chuyên môn, công tác xã hội và hoạt động từ thiện của những sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan được xem là một điểm sáng để lan tỏa những hình ảnh đẹp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Câu chuyện bình dị mà chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây sẽ là những khoảnh khắc ấn tượng và ấm áp của những sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam trên đất nước Nam Sudan. Những cái ôm ấm áp dành cho những người phụ nữ kém may mắn. Họ là nạn nhân và là những người yếu thế ở một đất nước có xung đột như Nam Sudan. Và chúng tôi đã tài trợ cho được 52 trường hợp nạn nhân ở tại trại lánh nạn số 3. Họ là những người yếu thế. Khi mà chúng tôi ôm nhau như này, tôi cũng không có bất cứ một cảm giác nào là sự xa cách cả. Giống như là sự đồng cảm giữa phụ nữ với nhau trong cuộc sống. Chúng tôi cũng đều gặp rất là nhiều khó khăn. Tất nhiên là phụ nữ tại đất nước mà có xung đột như này thì họ phải chịu muôn vàn khó khăn và khổ sở, đặc biệt họ là nạn nhân. Chăn, màn và cả những vật dụng tránh muỗi, phòng bệnh sốt rét đã được các sĩ quan Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan truyền đến tận tay các nạn nhân trong các trại lánh nạn. Ngoài công tác chuyên môn thì công tác xã hội từ thiện của tổ công tác luôn được đồng nghiệp tại phái bộ đánh giá cao. Và những dự án đó đều xuất phát từ các công trình phần việc của Hội Phụ Nữ Bộ Công an. Có được sự thành công trong hoạt động xã hội từ thiện của tổ công tác Bộ Công an tại phái bộ phải kể đến đó là những ý tưởng sáng tạo cũng như là tinh thần sẵn sàng sẻ chia của Hội Phụ Nữ Bộ Công an. Thứ hai đó là cái sự nhạy bén cũng như là cái tinh thần sẵn sàng đóng góp của tổ công tác của Công an cũng như là nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ. Và thứ ba nữa đó là tinh thần đoàn kết của cả tổ công tác cũng như là sự hỗ trợ giúp đỡ của mạng lưới nữ cảnh sát phái bộ. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn những người bạn Việt Nam. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời chào tới tất cả những người phụ nữ ở đất nước các bạn, các nữ quân nhân Việt Nam. Các bạn thật mạnh mẽ và nhiệt huyết. Ca khúc I Am Woman, tôi là phụ nữ, được kết hợp giữa mạng lưới nữ cảnh sát phái bộ, quân đội của phái bộ và dân sự của phái bộ, phối hợp cùng với một ban nhạc nữ của Nam Sudan. Ca khúc đã truyền cảm hứng cho phụ nữ Nam Sudan vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống và truyền cảm hứng cho phụ nữ rằng họ có thể làm được mọi điều, chỉ cần không bao giờ bỏ cuộc. I am proud and I'm queen and I'm real. Thưa quý vị, luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Một trong những điểm mới quan trọng của luật đó là mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước. Trước đây, theo quy định của luật căn cước công dân năm 2014, thì công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Còn từ ngày 1 tháng 7 tới đây, với luật căn cước năm 2023, cùng với công dân từ đủ 14 tuổi, thì công dân dưới 14 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Điều này được đánh giá là phù hợp và đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn áp dụng, khi sẽ góp phần giảm thiểu những giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy giá trị khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và tiện ích của thẻ căn cước trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, phục vụ cuộc sống thiết yếu của công dân trong đi lại, trong học tập, trong khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch khác. Tại Điều 18 và Điều 19, luật căn cước quy định về việc mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước. Theo đó, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu và không bắt buộc. Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn tại Điều 23 của luật căn cước cũng quy định việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi. Theo thống kê, cả nước có khoảng 19 triệu người dưới 14 tuổi
gồm 10 triệu nam giới và 9 triệu nữ giới. Bên cạnh đó, việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi cũng được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan. Một số nước trên thế giới cũng có quy định về việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả công dân dưới 14 tuổi như Argentina, Bỉ, Chile, Colombia, Đức, Malaysia, Bồ Đào Nha, Syria, Thái Lan. Thì khi mà chúng ta cấp cái căn cước công dân cho công dân dưới 16 tuổi thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều những cái loại giấy tờ khác mà người dân cần có. Ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền ra để mua một cái sổ bảo hiểm này, sổ khám chữa bệnh này, sổ tiêm chủng này, thì sau này tất cả những dữ liệu đó khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới 16 tuổi thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước, và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện. Theo quy định hiện hành, trẻ từ khi sinh ra đến dưới 14 tuổi sẽ được cấp một giấy khai sinh có mã định danh cá nhân cùng một số giấy tờ đi kèm như bảo hiểm y tế. Khi luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đối với trường hợp công dân dưới 14 tuổi làm thẻ căn cước thì những giấy tờ như khai sinh, bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp vào cùng tấm thẻ căn cước này. Quy định mới về mở rộng đối tượng cấp thẻ căn cước đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh. Ví dụ như đối với tôi thì các cháu bé trước đây đi lại thì phải sử dụng giấy khai sinh, cầm đi lại cũng rất là bất tiện và nhiều khi bị rách, bị mất. Thế hoặc là sử dụng hộ chiếu thì cũng phải cầm đến 2-3 quyển hộ chiếu, vì có lúc thì kèm với mẹ thì lại bị bất tiện vì không thể đi với ông bà. Nên nếu như mà có thể tích hợp vào làm dạng căn cước công dân như người lớn thì sẽ tích hợp được và cầm sẽ rất là thuận tiện và lưu trữ cũng thuận tiện hơn. Tôi rất là ủng hộ và nếu mà có triển khai chương trình này thì gia đình cũng sẽ đăng ký để đi làm sớm. Vì căn cước hiện tại của mình bây giờ nó tích hợp được rất nhiều thứ. Ví dụ khi mình đi khám bệnh này, hay khi mình đi máy bay này. Về sau khi mà con mình đi máy bay thì khi mà đưa căn cước cho người ta thì người ta sẽ có thông tin đầy đủ của con, cũng như là các thông tin khám chữa bệnh của con để người ta biết được. Thủ tục cấp thẻ căn cước sẽ được tiến hành như sau: với trẻ dưới 6 tuổi, thực hiện cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh, thực hiện qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Riêng với nhóm công dân dưới 6 tuổi sẽ không phải thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học. Với trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện các công việc, trực tiếp đưa người này đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhận dạng, thông tin sinh trắc học, kê khai, ký, thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó. Với trình tự thủ tục này, một số ý kiến người dân cũng mong muốn quy trình được đơn giản hóa nhằm đảm bảo sự thuận tiện khi đi làm thẻ căn cước. Thì mình nghĩ là nếu như có một cái căn cước công dân cho bé từ 0 đến 6 tuổi mà cái việc đăng ký làm nó cũng thuận tiện, dễ dàng, online được như làm hộ chiếu, thì mình nghĩ là một cái giấy tờ rất là tốt cho gia đình mình. Mình dùng một cái thẻ căn cước, mình dùng một cái ứng dụng VNEID, trong đó có thông tin của con mình. Đấy, đi đâu đấy mình cũng xuất trình ra được luôn. Và các cơ quan quản lý nhà nước đều biết. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tất cả những cái mà mình đã tích hợp lên VND nó sẽ tương tác được với cả các cái hệ thống, các cái đơn vị mà người ta đã nghiên cứu, người ta tích hợp vào rồi thì hoàn toàn là có thể sử dụng môi trường điện tử. Cái thứ ba nữa là mình điển hình như tiêu biểu như các dịch vụ công thôi, thế thì mình cứ ngồi ở nhà là mình có thể thực hiện được ngay dịch vụ cho con đấy, dịch vụ cho con, mà ngay cả bản thân là thông tin của các con ấy thì cũng sẽ được là tự động điền đấy, tự động điền biểu mẫu, không phải xuất trình giấy tờ gì cả. Hiện Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị tập trung xây dựng các giải pháp công nghệ cũng như mẫu thẻ căn cước, trong đó có mẫu dùng cho các trường hợp từ 6 tuổi trở lên và mẫu thẻ căn cước từ 0 đến 6 tuổi. Việc đảm bảo dữ liệu công dân khi đi làm thẻ căn cước cho đối tượng dưới 14 tuổi cũng là yêu cầu được Bộ Công an đặt ra. Thì hoàn toàn là người dân yên tâm về cái việc và quy trình thu thập cũng như là lưu trữ và khai thác để đảm bảo là thông tin của người dân là không bị truy xuất bất hợp pháp, cũng như không bị lộ lọt, và chỉ được là thực hiện khi người dân cho phép. Việc cấp thẻ căn cước cho trường hợp dưới 14 tuổi sẽ được tiến hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 theo nhu cầu nguyện vọng của công dân hoặc theo đề nghị của cha mẹ người giám hộ. Quy định này sẽ tạo thuận lợi cho công dân khi được quyền lựa chọn trong việc cấp giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
Việc thực hiện chính sách cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi cũng sẽ giúp nhà nước quản lý được toàn bộ công dân và tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Khởi tố tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm trong vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tin an ninh trật tự, liên quan đến vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Các quyết định tố tụng này đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Theo thông tin, Vi được bạn trai ở nước ngoài cung cấp tiền để thuê một căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl thuộc phường 22 quận Bình Thạnh vào đầu tháng 4, mục đích được sử dụng làm nơi để Vi dùng để quay các clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài. Vào tối ngày 3 tháng 4, Vi đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp cận hai bé gái 7 tuổi và 3 tuổi khi hai bé này đang bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Sau đó Vi dùng tiền và bánh kẹo dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8. Từ quận 8, Vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ trên. Tại đây, Vi tiếp tục dùng lợi ích vật chất như là tiền, bánh kẹo nhằm mục đích giữ hai cháu bé ở lại. Ngay sau khi phát hiện hai con gái mình bị thất lạc, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, trú tại quận 7 đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tìm kiếm. Đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an kiểm tra căn hộ trên và giải cứu thành công hai cháu bé. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Yên, sinh năm 1954, trú tại huyện Đông Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cơ quan an ninh điều tra xác định để có tiền tiêu xài cá nhân, lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người, Phạm Văn Yên đã gian dối tự nhận là thành viên của Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, là phó giám đốc văn phòng đại diện của Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh Thái Bình, có thể làm giúp nhiều người được hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật, chế độ bệnh binh hàng tháng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024, đã có khoảng 100 người bị hại đưa tiền cho Yên để làm chế độ bệnh binh, chế độ khuyết tật. Tổng số tiền Yên chiếm đoạt được là hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình thông báo ai là nạn nhân của Phạm Văn Yên đến ngay cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình để trình báo, phối hợp giải quyết. Liên hệ với đồng chí điều tra viên thụ lý vụ án, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, số điện thoại 0988 113 272, đồng chí Nguyễn Đình Khanh, số điện thoại 0931 582 262.